Thời tiết mưa, gió mùa đều ảnh hưởng đến việc trồng lúa ở Ấn Độ, khiến xuất khẩu bị hạn chế trong tháng 9 năm 2022 và lũ lụt đã làm sản lượng ở Pakistan sụt giảm, trong khi tiêu thụ tăng ở các nước nhập khẩu hàng đầu như Bangladesh và Philippines. Đó là lý do tại sao các nhà dự báo cho rằng nhu cầu toàn cầu sẽ vượt xa sản lượng vào niên vụ 2022-2023. Điều này không có lợi cho các quốc gia châu Á và châu Phi sử dụng gạo làm lương thực chính. Một số quốc gia nhập khẩu tới 60% nguồn cung kể từ khi Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cấm xuất khẩu gạo tấm và đánh thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại không phải basmati, giá gạo toàn cầu tăng hơn 10%. Trang Economic Times trích dẫn đánh giá của giới phân tích cho biết, việc hạn chế xuất khẩu gạo gần đây của Ấn Độ có thể kích hoạt giá toàn cầu tăng sau hơn một thập niên ổn định do động thái bảo hộ của New Delhi diễn ra đồng thời với việc sản lượng của các nhà sản xuất lớn khác giảm và nhu cầu toàn cầu tăng. Giá tiêu tuần này có xu hướng đi xuống tại các tỉnh trọng điểm trong nước. So với đầu tuần, giá thu mua đồng loạt giảm 2.000 đồng trên 1 kg. Theo khảo sát, mức giá thấp nhất vào cuối tuần là 57.500 đồng trên 1 kg, được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, nhỉnh hơn là tỉnh Đồng Nai với mức 58.000 đồng. Hai tỉnh là Đắk Lắk và Đắk Nông hiện có cùng mức giá thu mua là 58.500 đồng trên 1 kg. Sau biến động trong tuần, giá tiêu tại Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu đang ở mức lần lượt là 59.500 đồng và 60.000 đồng trên 1 kg. Được mệnh danh là đất trăm nghề, Hà Nội là nơi dẫn đầu cả nước về số lượng làng nghề với 1.350 làng nghề, trong đó có 380 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống và làng nghề Hà Nội. Với 18 huyện, thị xã và là nơi mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long, văn hóa xứ Đoài, vùng ngoại thành Hà Nội chứa nhiều tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch, tiểu thủ công nghiệp. Hướng tới xây dựng nông thôn mới và đi vào chiều sâu, thực chất hơn trên cơ sở phát huy các nguồn lực sẵn có, nhất là nguồn lực về văn hóa, du lịch, sinh thái, nguồn nhân lực đang được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Khảo sát tại thị trường Tây Ban Nha cho thấy có tới 87% dân số nước này trong độ tuổi từ 18 đến 64 uống cà phê và 70% uống cà phê hàng ngày. Mức trung bình là 2,2 cốc trên ngày và địa điểm ưa thích chiếm 61% là ở nhà. Tiếp theo là quán bar hoặc nhà hàng 26% và nơi làm việc là 21%. Hơn nữa, thông tin từ trang web Statista.com cho thấy phân khúc cà phê của Tây Ban Nha dự kiến sẽ tăng trưởng 6,84% trong giai đoạn 2022-2025. Do đó, thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha cho rằng vẫn còn nhiều dư địa phát triển và là cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng cà phê vào thị trường tiềm năng này.